trở về từ chiến trường với thương tật đặc biệt 81%. Dù phải đối mặt không ít khó khăn trong cuộc sống đời thường, nhưng cựu chiến binh Cao Xuân Nhạ ở thôn Trung Vân, xã Xuân Hải dường như vẫn vẹn nguyên tinh thần của một người lính. Ông vẫn hăng say lao động sản xuất, không ngại khó ngại khổ. Khi nông thôn mới trở thành phong trào lan rộng khắp làng xã, người cựu chiến binh mang trên mình vết thương chiến tranh ấy vẫn hòa mình vào phong trào chung. Ông mạnh dạn đăng ký và đã xây dựng thành công vườn mẫu cho khu dân cư kiểu mẫu thôn Trung Vân. Trên diện tích gần 1.000 m², trồng đa dạng các loại cây, từ cây ăn quả, rau củ ngắn ngày và chăn nuôi gia cầm. Mỗi năm gia đình có thu nhập khoảng 60 triệu đồng. Thành mô hình điểm cho bà con trong vùng học hỏi và làm theo. Qua một thời gian thì tôi cũng làm cái vườn mẫu, thì quá trình chăm sóc thì nói chung là đến khi là kết hợp cả cái chăn nuôi nữa thì vườn mẫu của tôi cũng đạt chuẩn của tỉnh, là về chậm là đạt chuẩn. Xây dựng nông thôn mới thì ở thôn xóm đường làng ngõ xóm như là xanh sạch đẹp đấy, rồi đời sống nhân dân thì tất nhiên còn nâng cao. Cựu chiến binh Cao Xuân Nhạ trở thành một tấm gương về tinh thần chịu khó, luôn đi đầu trong các phong trào xây dựng nông thôn mới tại quê hương. Chính tinh thần nêu gương đó đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, tạo nên những hiệu ứng tích cực. Xây dựng nông thôn mới của ông thì ông rất là tích cực, điềm đạm. Thì ông cũng về cái công tác quân chủng, ông cũng tuyên truyền rất là tốt. Là một cái thương binh hàng nặng mà ông gánh vác biết bao nhiêu công việc, nào là gia đình và nào xã hội, mà như thế là ông, tôi thấy là ông rất là nhiệt huyết và xứng đáng là con người cựu chiến binh trở về đời thường. Cũng có những năm tháng tôi rèn trong lửa đạn, cựu chiến binh Võ Quang Tùng ở thôn Hợp Giáp, xã Xuân Yên giờ đây cũng là một tấm gương trong phong trào thi đua lao động sản xuất, làm kinh tế giỏi. Mô hình vườn thanh long của ông được công nhận vườn mẫu từ năm 2017. Với niềm đam mê với các loại cây con, sau khi tìm tòi, thử nghiệm nhiều giống cây khác nhau, ông đã đưa vào trồng giống thanh long ruột đỏ với 150 gốc. Một năm, vườn cho 6 đợt thu hoạch, đưa về thu nhập khoảng 70 triệu đồng. Cần cù, học hỏi và sáng tạo, ông không ngừng tăng năng suất, đặt mục tiêu tăng thu nhập cho vườn lên khoảng 100 triệu đồng mỗi năm. Bác sẽ thấy là hiện nay có một số giống cây mới thì bác đưa cái cây thanh long ruột đỏ vào trồng thử trên cái đất cát, vùng đất cát ven biển. Thì 6-5 năm trồng thì bác thấy tức là nó cho lại hiệu quả khá tốt hơn so với các loại cây trồng khác. Giá thanh long này là vừa là sạch vừa là ngon, cho nên là người ta mua với cái giá 25-30 ngàn đồng 1 kg. Trong phong trào xây dựng vườn mẫu, 5 năm qua, cựu chiến binh toàn huyện Nghi Xuân đã cải tạo được 212 vườn tạp, làm mới 208 vườn mẫu. Không những làm đẹp xóm đẹp làng, mà còn mang lại thu nhập khá. Từ những bước đi ban đầu còn bỡ ngỡ, khó khăn, nhưng với ý chí, nghị lực của người lính, đến nay đã có nhiều điển hình trong sản xuất, làm kinh tế giỏi. Nhiều mô hình vườn mẫu ra đời, và điều quan trọng là ngày càng có sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân. Sau khi thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia mà các cái nghị quyết của đảng bộ cũng như là các cái quy định của chính quyền, thì các hội, đặc biệt là hội cựu chiến binh, thì họ vào cuộc rất là tích cực, tham gia vào công tác vừa cùng tổ chức thực hiện, vừa tuyên truyền, vừa là chỉ đạo. Hội cựu chiến binh là một trong những hội chính trị của địa phương là tốt nhất, và cũng vào cuộc rất tích cực trong cái phong trào xây dựng thôn mới. Gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Thiếm ở thôn Yên Ngọc, xã Xuân Yên đã hiến 110 m² đất ở để mở rộng tuyến đường liên thôn. Con đường này trước đây chỉ rộng 2,5 m, nay đã thành 6 m rộng rãi, khang trang. Chính những hạt nhân đi đầu sẵn sàng hiến đất trở thành động lực để các hộ khác hòa mình vào phong trào chung để làm nên đường thông hề thoáng. Ông xác định nếu tuyến đường tiếp tục được mở rộng, nâng cấp thì ông vẫn sẽ tiếp tục hiến, mặc dù phải phá dỡ cả hệ thống tường rào. Điều cốt yếu là tạo nên một bộ mặt đẹp, khang trang hơn cho nông thôn. Vì trước đây là nếu như mình gánh một gánh rà đi qua là coi như là đi là chỉ mắc trước mắc sau.
Bây giờ coi thẩm duyệt của trên dùng từ đảng chuyển đến toàn dân là coi như được sự tư vấn của chính quyền địa phương và cũng như xóm đấy thì gia đình tự nguyện hiến coi đào cái thì hiến vào đất vào bình quân là khoảng 1 mét đường, muốn khoảng cả 101 chiều dài khoảng 101 mét để cho dân và thôn đổ lại con đường bê tông này này. Trước mắt thì hưởng lợi là mình hưởng lợi, nhưng sau này muốn đời sau là để cho con và cháu của mình hưởng lợi. Cựu chiến binh là những người mà chúng ta thường hay nói là bộ đội cụ Hồ mà, cho nên công việc đi đôi với việc làm, đi đôi với lời nói, cho nên là lời nói của cựu chiến binh phát ra thì phải là cái nào cũng trong cái thực tế với cái việc làm, bởi vì việc làm thật và lời nói thật, cho nên là từ đó là tạo thành một cái đòn bẩy thúc đẩy cho tất cả các cái đoàn thể người ta làm theo và nói theo. Họ còn trực tiếp hiến công, hiến của, góp phần tạo nên nhiều bộ mặt sáng của các làng quê. Từng có 6 năm chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên là thương binh hạng 3/4 với thương tật 57%. Những người cựu binh Đậu Đình Quế vẫn không nề hà khó khăn của bản thân, luôn quan tâm đến phong trào xây dựng quê hương. Không chỉ là đều đặn hàng năm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ông còn góp tiền của để xây dựng các công trình, đưa lại bộ mặt khang trang cho thôn xóm. Nhà văn hóa thôn Lam Long, khu dân cư kiểu mẫu của xã Xuân Hải, được xây dựng khang trang, sạch đẹp, trở thành nơi để bà con trong thôn gặp gỡ, hội họp, vui chơi, giải trí. Để có được thành quả này, có sự đóng góp không nhỏ của người cựu binh Đậu Đình Quế. Bản thân ông đã đóng góp 50 triệu đồng, đồng thời kêu gọi xã hội hóa để xây dựng nhà văn hóa, góp phần đưa Lam Long trở thành khu dân cư kiểu mẫu đầu tiên của xã. Không những riêng bản thân tôi, mà bản thân tôi đã đóng góp thì tất nhiên là trong thôn ấy cũng có rất nhiều người tham gia đóng góp. Và cái sự đóng góp của chúng tôi rất là sát đáng và được cái là đồng tiền cũng như là cái công sức bỏ ra là nó không đi đâu cả mà chính là phục vụ lại cho bản thân mình. Thế nên là chúng tôi rất phấn khởi. 5 năm qua, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu ở huyện Nghi Xuân có sự phát triển mạnh mẽ, liên tục, toàn diện, khơi dậy được lòng yêu nước, tinh thần lao động sáng tạo trong hội viên và lan tỏa trong quần chúng nhân dân. Trong 5 năm qua, toàn hội đã đóng góp trên 95.000 ngày công, ủng hộ gần 2 tỷ 600 triệu đồng, hiến hơn 6.000 mét tường rào, gần 5.000 mét vuông đất. Có thể nói dù ở cương vị nào, trong thời chiến hay là thời bình, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ luôn được phát huy, góp phần trong công cuộc xây dựng nông thôn mới toàn huyện. Từ cán bộ, các đồng chí chi hội viên, chi hội rồi các đoàn thể thì trong đó là cựu chiến binh luôn luôn phải là luôn luôn gương mẫu, phải làm rồi mới nói được mới người dân. Chứ nếu mà anh chỉ được công tác tuyên truyền vận động, anh không vận động và anh không thực hiện, anh không gương mẫu cho làm thì chắc chắn là rất khó. Thì cựu chiến binh chúng tôi là nói là người dân tin tưởng, và đặc biệt là trong cái xây dựng nông thôn mới vừa qua vậy thì cái vai trò của hội cũng đó, chỉ cần có những cái đóng góp. Nói đi đôi với làm, nhiệm vụ càng khó khăn thì càng thấy rõ phẩm chất truyền thống của bộ đội Cụ Hồ. Từ phong trào đi trước nêu gương trong huyện hội đã tạo nên sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân, thu hút bà con cùng chung sức đồng lòng vì mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đưa Nghi Xuân trở thành huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận là huyện nông thôn mới. Những con người mang trên mình màu xanh áo lính, dù thời bình hay là thời chiến, vẫn luôn là những nhân tố tận tâm tận tụy, không ngại khó, ngại khổ, như phẩm chất đẹp của người lính Cụ Hồ. Đây là nhà học 2 tầng đang được xây dựng của trường mầm non Thường Nga, xã Thường Nga, huyện Can Lộc. Công trình có trị giá 8,4 tỷ đồng do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh tài trợ, thay thế cho dãy nhà học cấp 4 đã bị xuống cấp trầm trọng, có từ năm 1973. Với sự hỗ trợ này, tiêu chí trường học của Thường Nga được nâng cấp lên với hơn 80% số trường trên địa bàn xã có cơ sở vật chất và trang thiết bị học đạt chuẩn quốc gia. Dự kiến trước Tết Nguyên đán năm 2020, hơn 200 em học sinh trên địa bàn sẽ được ngồi học trong 8 căn phòng được đầu tư khang trang và đồng bộ này, đáp ứng mong ước bao lâu của cô và trò nơi đây. Cán bộ giáo viên trong nhà trường thì cũng rất là một cái giống như là trong mơ luôn. Bởi vì khi mô hình gì nó nghĩ đến là nhà trường sẽ được một cái nguồn lớn như thế để về đầu tư cho nhà trường, để được 80 phòng học khang trang. Không có cái tài trợ của ngân hàng thì nhà trường có lẽ là cũng chưa biết khi mô cho có cái phòng học cho các cháu. Năm 2016, Thường Nga là một xã miền núi nằm theo triền Trà Sơn ở phía tây của huyện Can Lộc, đạt chuẩn nông thôn mới.
Thường Nga khoác lên mình một gam màu mới, sức sống căng tràn, người dân náo nức với sự đổi thay về mọi mặt trong đời sống kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình củng cố xã chuẩn, không ít tiêu chí, nhiều hạng mục tiếp tục cần phải được nâng cấp, xây dựng nhằm đảm bảo tính bền vững. Và trong nỗ lực hoàn thiện này, sự chung tay của các cá nhân tổ chức trên địa bàn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Khi có cái dự án và cái đồng hành của Agribank, chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi, ghi nhận và cảm ơn các anh trong Agribank đã giúp đỡ địa phương rất nhiều trong cái tiêu chí trường học này. Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển luôn quan tâm đến công tác cộng đồng, giúp các cái hộ gia đình nghèo, đặc biệt là xây các cái nhà tình nghĩa, rồi là về đối với các cái công trong cái việc mà xây dựng nông thôn mới ấy, thì Hà Tĩnh thường hỗ trợ cả xây dựng các cái trường và các cái trạm y tế để mà giúp các cái xã hoặc đang thiếu các cái tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Tại thôn Đông Hà, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, nếu như không có sự chung tay của công ty cổ phần Nam Hà 1, thì kết quả xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu sẽ gặp không ít khó khăn. Nhưng giờ đây, diện mạo của một miền quê đáng sống đã hiện hữu với sự khởi sắc từ những con đường, ngõ xóm. Dấu ấn của công ty cũng được thể hiện rõ qua các công trình tiêu biểu như đường điện thắp sáng trị giá 20 triệu đồng, sân của hội quán thôn trị giá 50 triệu đồng. Nói chung cái nơi sinh hoạt thì đẹp rồi, mọi ngày thì cái nhà còn có này thì đang cái tỷ trường đấy ngôi đen thì đi đến Vinh, nó đi mò như ruồng rai đi trắng kháng tráng đấy, đi lại sẽ có ruồng rai. Bản thân tôi thì sống trên một địa bàn xã thì cũng có những cái là mình cố gắng làm sao để cho trong thôn trong xã đẹp được, mở mặt mở may với các những xã bàn, thì từ đó cái nỗ lực của bản thân thì cố gắng phấn đấu những cái để đi đến cái mục đích đó thôi. Còn tại thôn 5, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, sự đồng hành của doanh nghiệp cũng đã tạo nên những không gian sống lành mạnh, ngập tràn tiếng cười cho người dân thôn quê. Sân bóng chuyển này là do công ty dịch vụ thương mại tổng hợp Ngân Hà xây dựng, tạo điều kiện để bà con rèn luyện sức khỏe, tình làng nghĩa xóm nhờ đó cũng trở nên thân thiết, gắn bó hơn. Công trình có trị giá hơn 500 triệu đồng, bao gồm đất và sân, được công ty trao lại cho chính quyền địa phương quản lý để phục vụ các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn. Có cái sân đấy đi phóng trao thể dục thể thao vui vẻ hơn á. Dân trong thôn trong xóm thì đánh bóng cổ vũ và là đánh bóng thì chị em vui vẻ. Gần đây nhất có mua một miếng đất để làm một cái sân từ thiện ở trên địa bàn thôn. Trước hết là để cho xóm và xã và trên địa bàn được văn minh hơn, đồng thời giảm bớt cái tệ nạn. Ví dụ như các đoàn thể thanh niên thì giảm bớt cái rượu chè, rồi giảm bớt cái ma túy này kia, và có sân chơi thì người ta có thể tập trung sức khỏe, rèn luyện sức khỏe. Cũng tại xã Cẩm Minh, nhiều tổ chức doanh nghiệp khác còn đồng hành bằng những công trình cụ thể. Hợp tác xã chăn nuôi và tổng hợp Minh Lộc cũng là đơn vị tiêu biểu trên địa bàn với doanh thu trung bình 20 tỷ đồng mỗi năm. Để tri ân cho vùng đất mà doanh nghiệp đóng chân lập nghiệp, hợp tác xã đã dành không ít phần lợi nhuận để cùng địa phương hoàn thiện nhiều công trình như hỗ trợ làm đường, xây cổng chào các thôn với số tiền 42 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng trường mầm non Cẩm Minh 20 triệu đồng và các công trình khác với tổng số tiền là 180 triệu đồng. Chúng tôi là rất là gắn bó và luôn luôn tận tình để là giúp đỡ cho các thôn xã là xây dựng nông thôn mới để cho quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển đi lên, để là bộ mặt của là xã nhà được là để xứng danh với là các đơn vị bản trên địa bàn toàn tỉnh. Riêng tại trạm y tế xã Cẩm Minh, hợp tác xã chăn nuôi và tổng hợp Minh Lộc đã hỗ trợ về bàn ghế, cây xanh và tiền mặt để mua sắm trang thiết bị, góp phần tạo cảnh quan, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trở thành đơn vị dẫn đầu toàn huyện với chất lượng hồ sơ sức khỏe đạt tỷ lệ 98,5%. Nhờ các doanh nghiệp là coi như đã ủng hộ chúng tôi vật tư y tế, vật dụng về y tế, rồi thì thứ hai nữa là các cái bàn ghế, rồi giường, tủ đầu giường để là phục vụ ngày càng tốt. Các cái cơ quan đóng trên địa bàn, nhất là cái cơ quan mà Minh Lộc á, thì là ủng hộ cho trạm xã chúng tôi rất nhiều.
bằng là tinh thần cũng như vật chất, nhưng mà cái vật chất đó thì chúng tôi cũng không thể là định giá được bao nhiêu, rất nhiều. Cẩm Minh đây thì cũng trước đấy cũng rất là khó khăn, nhưng mà sau khi có những doanh nghiệp trên địa bàn thì cũng đã tạo được điều kiện để tạo sức bật cho xã nhà, đặc biệt là những cái lúc khó khăn đây, những lúc vướng mắc, những cái về mà để có những cái việc mình không thể giải quyết được, có thể một cái vài cái nhà ở thì rất rất còn thiếu để mình đạt được, nhưng mà sau khi là mình yêu cầu họ là họ vẫn chung sức vô để họ giúp với mình là để hoàn thành được cái việc đó, đấy là một cái việc rất là tốt. Giai đoạn từ năm 2011 đến nay, tổng giá trị Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp trực tiếp kêu gọi hỗ trợ vận động lồng ghép các chương trình dự án cho các địa phương xây dựng nông thôn mới là trên 31,792 tỷ đồng. Trong đó bao gồm các dự án kênh mương nội đồng, đường điện, đường giao thông, lồng ghép dự án xây dựng tuyến đường mẫu, xây dựng trường tiểu học và trung học cơ sở. Phối hợp lồng ghép các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng văn hóa, trang thiết bị y tế, thiết bị vệ sinh môi trường, hỗ trợ cây xanh trồng trên tuyến đường mẫu nông thôn mới của xã trị giá hàng trăm triệu đồng. Như vậy, có thể thấy hoạt động của các doanh nghiệp ở khu vực nông thôn không chỉ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế mà còn tạo việc làm cho lao động ở khu vực nông thôn, giúp người nông dân tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, những sự đồng hành của doanh nghiệp trong xây dựng nông thôn mới đã tạo lực bẩy giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn, từng bước hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Điều quan trọng là mọi nguồn lực từ cộng đồng doanh nghiệp phải được các địa phương huy động và sử dụng một cách hiệu quả. Đó mới là điểm mấu chốt tạo động lực cho doanh nghiệp cùng chung tay đồng hành xây dựng nông thôn mới với các địa phương. Chính quyền địa phương, huyện, rồi các xã thì đã có cái kết nối rất chặt chẽ với các doanh nghiệp, vừa tạo điều kiện tạo môi trường cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, nhưng đồng thời là cũng vận động các doanh nghiệp là chung tay xây dựng nông thôn mới, và cái nguồn lực mà doanh nghiệp cùng đầu tư vào cho nông thôn mới thì được quản lý một cách chặt chẽ, đúng kênh tuyến và đích thực là góp phần rất quan trọng cho xây dựng cái kết cấu hạ tầng trong cái nông thôn mới. Từ một địa phương vốn nhiều khó khăn, Hà Tĩnh đã vươn lên mạnh mẽ, thay đổi cơ cấu kinh tế và đặc biệt là tạo diện mạo mới cho các vùng nông thôn, từng bước phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững. Cùng với những thành công bước đầu, việc xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa phương tốt sau vẫn còn không ít khó khăn. Do đó, với sự vào cuộc chung sức của toàn xã hội và sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, nông thôn mới Hà Tĩnh sẽ được tiếp thêm nguồn lực, phấn đấu hoàn thiện các mục tiêu theo đúng lộ trình đã đề ra.